Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Hiệp hội Nước Mắm Truyền thống Việt Nam chính thức được thành lập. Đây là dấu mốc quan trọng cho những người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nước mắm truyền thống ở Việt Nam từ trước đến nay. Hiệp hội Nước Mắm Truyền thống Việt Nam tập hợp thu hút được 117 thành viên là các cá nhân cơ sở doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống trên khắp cả nước, nhất là từ các làng nghề sản xuất nước mắm lâu đời và có thương hiệu như nước mắm Cát Hải, nước mắm Nha Trang, nước mắm Phan Thiết, nước mắm Phú Quốc. Có thể nói là bà con ta có một cái lực lượng sản xuất rất là đông đảo, nhưng mà cái yếu thế của họ là cái khả năng đi thị trường và khả năng nâng cấp cái sản phẩm, kể cả bao bì mẫu mã đẹp và đi thị trường rất là kém. Cái hiệp hội ra đời sẽ là cái nơi mà sẽ cố gắng tạo điều kiện để cho bà con cùng nhau tạo một cái dòng sản phẩm hiệp hội nước mắm truyền thống, để từ đó thì hiệp hội sẽ quảng bá truyền thông để cho toàn thế giới và cả đất nước Việt Nam biết rằng là có một cái dòng nước mắm truyền thống tồn tại từ hàng trăm năm nay và hiện nay nó vẫn tiếp tục phát triển và mở rộng. Theo hiệp hội, Việt Nam đang là quốc gia sản xuất nước mắm truyền thống hàng đầu thế giới với công suất 170 tới 180 triệu lít mỗi năm. Tuy nhiên, nước mắm truyền thống hiện chỉ chiếm 30% thị phần tại Việt Nam. Những làng nghề nước mắm của nước ta từ Nam ra Bắc với những công thức ủ, chượp và chưng cất khác nhau cho ra những loại nước mắm khác nhau, mùi vị và màu sắc của nước mắm truyền thống phụ thuộc rất lớn vào khí hậu, thổ nhưỡng, nguyên liệu cá và muối của vùng miền. Nước mắm không chỉ là gia vị cho bữa ăn mà còn là giá trị truyền thống, giá trị văn hóa của người Việt. Sản xuất nước mắm truyền thống đang trên đà thuận lợi. Về cái nhận thức của người tiêu dùng về nước mắm truyền thống càng ngày càng tốt hơn. Họ phân biệt được thế nào là nước mắm truyền thống, thế nào không phải nước mắm truyền thống. Cho nên là cái đất sống và cái cách để mà đưa thương hiệu, những thương hiệu nước mắm truyền thống đến với người tiêu dùng nó khả quan hơn, đã được đón nhận tốt hơn hồi xưa. Nếu mà chúng ta nằm ở trong hiệp hội nước mắm truyền thống thì là coi như là hầu như đã một phần đã được công nhận là đủ chuẩn nước mắm truyền thống chẳng hạn, thì lúc đó cùng với lại nhau thì chúng ta có thể đi cùng với nhau và nó hiệu quả hơn. Ví dụ như là truyền thông chung với nhau hoặc là kênh phân phối chung với nhau, thì nó thay vì nhỏ lẻ mỗi người cùng làm thì bây giờ 100 người cùng làm, nó cái lực làm nó sẽ lớn hơn và tiếng vang nó sẽ lớn hơn. Phải nói là Hiệp hội Nước Mắm Truyền thống Việt Nam là niềm mong mỏi của những bà con sản xuất nước mắm truyền thống và những người yêu mắm truyền thống. Sự ra đời của Hiệp hội nó sẽ có một cái ngôi nhà chung dành cho những người sản xuất nước mắm mang tính chính danh. Hiệp hội sẽ là nơi đoàn kết, nơi bảo tồn, gìn giữ và phát huy cái nước mắm truyền thống chung, được gọi là quốc hồn quốc túy của cha ông Việt. Hiệp hội cũng đã đề ra tiêu chí công nhận hội viên để đảm bảo tính truyền thống như độ đạm tối thiểu, không giới hạn các chất điều vị được phép sử dụng. Về dài hạn, Hiệp hội sẽ thống nhất bộ tiêu chuẩn nước mắm truyền thống cho các hội viên. Chúng tôi đang đi theo cái hướng là xây dựng nhãn hiệu tập thể. Thì cái chúng tôi sẽ có cái bộ nhận diện của nó, và cái bộ nhận diện đó chúng tôi sẽ đăng ký ở Cục Sở hữu trí tuệ. Và sau đó cái việc cho cái bộ nhận diện đấy cho các sản phẩm nước mắm truyền thống, thì những nước mắm truyền thống ấy phải đáp ứng đúng cái tiêu chuẩn là nước mắm truyền thống, thì chúng tôi mới cho mang cái bộ nhận diện đó lên trên các sản phẩm của họ. Việc thành lập Hiệp hội Nước Mắm Truyền thống Việt Nam sẽ là một cột mốc hết sức quan trọng trong việc bảo tồn giá trị văn hóa, cũng như tạo ra sức mạnh mới cho các cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống trong bối cảnh hội nhập mới.